Anh xem bạn Zalo với phụ nha quý vị nhé. Quý vị vào thêm bạn bình thường và chọn là ở đây Việt Nam cộng 81 thì quý vị chọn cộng 81, Việt Nam cộng 84 thì quý vị cộng 81. Còn Nhật Bản nha quý vị nhé. Đây là có Nhật Bản này. Quý vị tìm số điện thoại Nhật Bản. Ở dưới có ở dưới như Japan là Japan là hiện cộng 81 này. Quý vị ấn 080 681 7 3 9 70. Ấn đấy nó ra Việt Phú, Việt Phú JP hàng Nhật nội địa quý vị nhé. Ấn kết bạn này. Đấy. Ok nhá. Rồi xong rồi quý vị vào kênh YouTube quý vị ấn đăng ký giúp em nhé. Ok xong cảm ơn quý vị. Mến chào quý vị anh chị cô chú quay trở lại với kênh Phước Phú video mới nhất ngày hôm nay. Thì Phước Phú xin trân trọng giới thiệu đến quý vị anh chị cô chú một cái sản phẩm rất là thông dụng và tiện lợi, và mức giá thì cực kỳ là phải chăng. Đây là một sản phẩm đài Panasonic có mã RFP 155S quý vị nhé. Sản phẩm này thì có chức năng là thu sóng AM và FM. Phụ kiện đi kèm là có hai viên pin Evonta và một cái tai nghe nha quý vị nhé. Cái hai viên pin này thì có thời gian sử dụng liên tục và tương đương 109 giờ. Đấy thì nó là một cái sản phẩm mà có kích thước khá là gọn nhẹ cho hợp cho các ông các bác có sở thích nghe radio vào những lúc đi bộ đấy, giải trí đi thể dục hoặc là những lúc làm vườn thì có thời gian tranh thủ nghe radio. Kích thước của nó rơi vào khoảng tầm 11,5 cm chiều dài và rơi vào tầm 5 7 cm 6 cm 6,5 cm bề ngang. Bề dày thì rơi vào tầm 4 cm gì đó, 3 cm gì đó, 3 cm nha quý vị nhé. Đây thì có cả dây quai đi kèm và đây là có cả cổng cắm USB ở bên cổng cắm tai nghe đi kèm luôn nha quý vị nhé, tai nghe đi kèm nhé. Ở trong cái bên hông bên trái bên phải này có núm tăng giảm volume cũng như là điều chỉnh các cái bước bước sóng để bắt sóng. Phía trên thì có cái anten rút ra rút vào để bắt sóng. Thì cái đơn giản được kiểu của nó thì cái đài thì cũng hết sức là có cấu trúc nó như vậy thôi. Phía sau này có các cái thông tin khác, ví dụ như đây là cho những cái sản phẩm của cái hãng này nha quý vị nhé. Ví dụ như là còn đối với sóng FM thì cái đài 3 pin cái này thì sẽ là bắt được 102 tiếng. Đấy còn nghe loa thì là 102 tiếng đối với nghe tai phone nha quý vị nhé. Và đây thì người ta cũng ghi là 109 tiếng thì cho nó được nhiều. Tuy nhiên là cái này là áp dụng với bắt bằng nghe bằng tai nghe quý vị nhé. Còn nếu mà nghe bằng loa ngoài ấy, mức độ âm lượng bình thường thì nó là 78 tiếng. Đấy đối với 3 pin. Đấy, thì tương tự các hãng khác ở đây và cái một cái thông tin quan trọng nữa đấy là cái nhầm cái này thì được sản xuất tại công ty trách nhiệm hữu hạn Panasonic Indonesia nha quý vị nhé. Đây là một sản phẩm của Indonesia chứ không phải là một sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc, nên là cũng người Việt mình cũng ưu ái hơn, tin tưởng hơn so với một sản phẩm sản xuất ở nhà máy China. Cho dù là nó đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn Nhật Bản đi nữa thì đối với nghe tiếng China thì người Việt mình nó là một cái ác cảm rồi từ xưa đến nay, vì từ hàng nghìn năm nay thì giữa người Việt và người Trung thì vẫn là có những cái đối đầu mâu thuẫn, và khắp trên thế giới người ta cũng không có tin tưởng được các sản phẩm của Trung Quốc, chứ không phải là riêng Việt Nam mình. Đấy thì đây là một sản phẩm mà chỉ có giá trên 500.000 một chút nha quý vị nhé. Chênh lệch vì cái giá cụ thể thì em sẽ báo cho quý vị qua Zalo, vì thực ra nó có nhiều anh em bên này cũng bán hàng thì có nhiều cái sản phẩm người ta săn sale được cũng tốt, và quan trọng cái sản xuất ở đâu rồi nhiều thông tin nữa thì giá cả nó cũng là gần như tương đương nhau một chút. Nên quý vị có thể vào Zalo của em sẽ là có những cái tư vấn cụ thể hơn về cái giá cũng như các cái sản phẩm của bên thị trường Nhật Bản này nha quý vị nhé. Thì hôm nay em xin quay ngắn một đoạn
giới thiệu đến quý vị anh chị cô chú một cái sản phẩm đài radio rất được ưa chuộng qua kênh của Phết Phú. Em đã gửi về Việt Nam rất nhiều cái sản phẩm này rồi, cho các anh gửi về cho các ông các bác để nghe radio lúc chiều đi bộ này, lúc làm vườn đấy, thì kiểu vậy. Thì em xin cảm ơn tất cả các anh chị, các cô chú đã tin tưởng và ủng hộ. Thì em cũng xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video lần sau.